Kính chào quý vị và các bạn thân mến. Thưa quý vị và các bạn, Nguyễn Phú Trọng tuổi già sức yếu lại bị đột quỵ và bị nhập viện 108. Trong suốt một năm vừa qua, sau khi bị đột quỵ và bị tai biến ở xứ Kiên Giang, nhà bác X Nguyễn Tấn Dũng, thì tới nay đã hơn một năm lẻ mấy ngày, nhưng tình hình sức khỏe của ông Tổng tịch Nguyễn Phú Trọng hầu như nằm nhiều hơn ngồi và rất ít xuất hiện trước công chúng để chỉ đạo và giải quyết những công việc mà liên quan tới hai chiếc ghế quyền lực nhất của Việt Nam hiện nay mà ông đang nắm giữ. Ông là một kẻ thật sự ham hố quyền lực và tham quyền cố vị, muốn cố gắng để dập khuân theo Tập Cận Bình ở bên Trung Quốc để làm hoàng đế suốt đời, nhưng rất tiếc cho ông với tham vọng quá lớn mà không thoát ra được kỷ luật là sinh lão bệnh tử. Sức khỏe thì ngày càng sa sút nhưng lòng tham thì vẫn không chịu thay đổi theo mệnh trời. Ý trời là tất cả, ông có muốn cũng không thể thay đổi được gì đâu. Ông đã gần 80 tuổi rồi, hãy nhả hai cái ghế quyền lực nhất của ông ra để cho những người khác thay ông làm. Cho dù những kẻ khác đi lên thay ông đi chăng nữa thì vận mệnh của đất nước Việt Nam vẫn như thế mà thôi, không có gì thay đổi, bởi vì cộng sản luôn luôn mãi là cộng sản. Ông Thủ tướng Việt Nam CLMV Nguyễn Xuân Phúc bị cấp dưới xỏ mũi việc xuất khẩu 400.000 tấn gạo tẩu tán chỉ trong vòng 180 phút. Lợi ích nhóm cực kỳ là rõ ràng, chẳng lẽ không ai chịu trách nhiệm? Nếu không phải là nhóm lợi ích thì cũng là một đường dây bán tiền mật và phối hợp cùng ăn sống trên xương máu của đồng bào, từ lợi bỏ túi bất chấp hàng nghìn doanh nghiệp xuất khẩu gạo chân chính phá sản. Nông dân thì điêu đứng tội ác tày trời như thế, lẽ nào chỉ có đổ lỗi cho hệ thống tự vận hành, còn con người thì không có liên quan. Vậy thì đẻ ra các cán bộ như các ông có lợi ích gì cho cái dân tộc này, chỉ để tốn cơm gạo tiền thuế của nhân dân. Thủ tướng vừa yêu cầu ông Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng Bộ Công Thương tường trình về việc triển khai xuất khẩu 400.000 tấn gạo trong hạn ngạch tháng 4. Theo đó, công văn nêu rõ vừa qua một số phương tiện thông tin đại chúng phản ánh về việc triển khai đăng ký mở tờ khai xuất khẩu gạo của cơ quan hải quan đầy bất thường, cũng như việc doanh nghiệp không được nhận bất kỳ thông tin nào về việc mở tờ khai xuất khẩu gạo. Đồng thời, ông Thủ tướng CLMV Nguyễn Xuân Phúc cũng yêu cầu báo cáo việc mua dự trữ lương thực theo chỉ đạo của Thủ tướng. Khi có nhiều doanh nghiệp trúng thầu rồi tự ý bỏ thầu mà đem gạo đi xuất khẩu bán, lấy cái lợi trước mắt rồi bất chấp cả lợi ích của quốc gia, đói no của người dân, của cả một dân tộc. Công văn yêu cầu của Bộ Công Thương phối hợp với Bộ Tài chính kiểm soát số lượng gạo được phép xuất khẩu, bảo đảm công khai minh bạch, không xảy ra tiêu cực trục lợi chính sách, được nêu ra tại văn bản số 2827 ngày 10 tháng 4 của Văn phòng Chính phủ và phải báo cáo với Thủ tướng trước ngày 18 tháng 4, tức vỏn vẹn chỉ có 3 ngày. Việc đã đến tai Thủ tướng, đừng hòng gian dối dở trò qua mặt. Trong vụ việc này, điểm mấu chốt chính là Tổng cục Hải quan mở tờ khai xuất khẩu 400.000 tấn gạo đúng vào lúc nửa đêm, lúc 0 giờ ngày 12 tháng 4 năm 2020, chỉ sau 3 giờ đã xuất khẩu vèo hết 400.000 tấn gạo. Đang lúc toàn dân ngủ say, doanh nghiệp thì dù canh trên máy tính suốt cả ngày đến tối muộn cũng không đánh kịp những bàn tay bẩn thỉu trục lợi chính sách. Chẳng ai ngờ xuất khẩu gạo lại được mở ra vào cái giờ thiêng đến thế. Nói thẳng, mở tờ khai hải quan đúng lúc nửa đêm là hành động đánh úp bẩn thỉu, nó bôi ô uế lên quyền lực của Tổng cục Hải quan và Bộ Tài chính, gián tiếp khiến cho quyết định của Thủ tướng CLMV Nguyễn Xuân Phúc trong việc tái xuất khẩu gạo để giúp cho doanh nghiệp và bà con nông dân giảm bớt gánh nặng giữa mùa dịch trở thành bàn đạp cho những đối tượng chống đối có cớ xuyên tạc, bỉ bôi. Thế thì khác nào vừa có tội với nhân dân vừa hất mặt Thủ tướng. Hành động đó thật không thể tha thứ. Đừng biện hộ rằng mỗi ngày bắt đầu từ lúc 0 giờ và từ lúc nào mà cơ quan công quyền của Việt Nam có trách nhiệm với công dân để kiệu cống hiến vì sự nghiệp đất nước đến nỗi phải làm việc liên tục và bắt đầu từ lúc 0 giờ đêm như thế.
Bình thường quy định 7 giờ đi làm thì nhiều cơ quan 9 giờ, còn có cán bộ ngồi vắt chân ăn sáng, mơ màng hớp ngụm cà phê, chống cằm nhìn ra phố xá xem hôm nay trời nắng hay trời mưa, giá vàng trong nước tăng hay giảm. Vậy mà với việc xuất khẩu gạo quan trọng như thế, đến mức chính phủ phải họp nhiều phiên, làm việc nhiều ngày, từ sáng đến tối, sau vài tuần mới có được một quyết định. Đáng lẽ ra, thông báo xuất khẩu 400.000 tấn gạo phải được báo trước nhiều ngày trước khi đăng ký. Việc đăng ký phải vào giờ làm việc hành chính mới công khai và minh bạch. Đằng này mấy ông chẳng thèm thông báo cho doanh nghiệp một lời, âm thầm đánh úp lúc nửa đêm để loại trừ khả năng các doanh nghiệp khác túc trực bên máy tính đăng ký được. Phải chờ cho dân chúng ngủ say mới âm thầm mở hệ thống đăng ký. Nếu không có nhóm lợi ích, nếu không phải là một đường dây trục lợi chính sách thì thật không có lời nào để diễn tả được. Mặt khác, hạn mức quota 400.000 tấn gạo không đáp ứng đủ được 50% nhu cầu xuất khẩu gạo hiện thời, cho nên phải bắt buộc phân chia hạn mức, giới hạn mới trần và mỗi doanh nghiệp có thể đăng ký tối đa để dành phần cho các doanh nghiệp khác được giải cứu. Thế mà vừa mở tờ khai lúc 0 giờ ngày 12 tháng 4 năm 2020 thì có công ty đã đăng ký và được Tổng cục Hải quan ngay lập tức cho xuất khẩu 96.000 tấn gạo xấp xỉ với 1/4 quota toàn quốc. Ăn thì cũng phải chừa đường cho người khác sống nữa, đừng tham quá mà ăn tàn mạt, gom hết nợ lộc cho bản thân. Không nghi ngờ gì về tham nhũng vần nhợi và lợi ích nhóm của Bộ Tài chính trong vụ xuất khẩu lén 400.000 tấn gạo vào lúc nửa đêm, lúc 0 giờ ngày 12 tháng 4 năm 2020. Cả lãnh đạo Tổng cục Hải quan và Bộ Tài chính đều không thể trốn tránh trách nhiệm, dù cho đây là việc làm của cán bộ cấp dưới, nhưng tuyển dụng những kẻ thiếu lương tâm để phục vụ người dân như thế, lẽ nào lại vô can? Đây không phải là thiếu sót, đây không phải là sự vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Thực tế là ngang ngược chà đạp lên pháp luật, đây là làm rối loạn lòng dân. Càng nguy hiểm khi đất nước đang ở trong hoàn cảnh hoạn nạn, càng làm cho Thủ tướng khó khăn khi ở thế trăm công ngàn việc, lại phải đau đầu vì việc của cấp bộ. Phải trực tiếp chỉ đạo kiểm tra rà soát kết quả cán bộ mà ngu dốt và tham lam đến thế. Này thì chỉ có tổ giao thêm việc cho cấp trên. Hỏi tới còn chối đầy đẩy, lem lẻm đổ tội cho hệ thống máy tính vô tri, không biết mở miệng ra cãi lại. Phải mạnh tay loại bỏ ngay khỏi hệ thống công quyền những thành phần này sớm chừng nào tốt chừng đấy. Giữ lại chỉ tổ rách việc. 5 triệu người nghèo ở Việt Nam bị nhà cầm quyền đánh đố nếu nhận trợ cấp của đại dịch virus Vũ Hán. Sau vài ngày, chính phủ Cộng sản Việt Nam công bố gói trợ giúp 62.000 tỷ đồng, tương đương với 2.6 tỷ đô la Mỹ cho người nghèo và người mất việc do ảnh hưởng từ đại dịch virus Vũ Hán. Khoảng 5 triệu lao động tự do là người bán vé số, hàng rong, xe ôm vẫn không biết làm cách nào để được nhận. Theo báo giao thông, những người bán hàng rong thuộc diện nhận trợ giúp 1 triệu đồng, tương đương với 42,5 đô la một tháng. Tuy nhiên, họ phải đáp ứng một số điều kiện như không có đất sản xuất nông nghiệp, mất việc làm và không có thu nhập hoặc có thu nhập thấp hơn mức chuẩn nghèo quốc gia. Những tiêu chí này khá tù mù, đánh đố người nghèo trong việc kê khai làm thủ tục để được hưởng tiền trợ giúp. Ông Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh Xã hội của Cộng sản Việt Nam nói với báo Zing hôm 16 tháng 4 rằng vài ngày gần đây ông nhận được hàng trăm cú điện thoại tin nhắn hỏi chủ yếu về việc trợ giúp cho nhóm lao động tự do. Ông Dung thừa nhận việc xác định người làm nghề nào được ghi nhận là lao động tự do như trong gói trợ giúp là vấn đề rất khó bởi họ không có quan hệ giao kết lao động và do đây là vấn đề khó nên người đứng đầu Bộ Lao động Thương binh Xã hội Cộng sản Việt Nam đẩy cho lãnh đạo các tỉnh thành phải chịu trách nhiệm chính trong việc trao tiền giúp người nghèo trước đó. Cũng chính Bộ trưởng Dũng mạnh miệng hứa hẹn trên báo điện tử chính phủ rằng sẽ đưa tiền trợ giúp đến người dân ngay trong tháng 4 và còn cam kết cam đoan rằng việc này sẽ được tiến hành đúng người, đúng việc, đúng người cần giúp, công khai và minh bạch.
Trong một diễn biến khác, giới xã hội dân sự cho hay tính đến hôm 16 tháng 4, khoảng 2.500 người bán vé số dạo ở tỉnh Tiền Giang vẫn chưa nhận được khoản trợ giúp 1.050.000, tức tương đương với 44,6 đô la mà Ủy ban Nhân dân tỉnh này hứa hẹn từ hôm 4 tháng 4. Khoản tiền này chính quyền tỉnh Tiền Giang được báo đảng ghi nhận là để trợ giúp người bán vé số trang trải cho trong nửa tháng vé số dừng phát hành theo chỉ thị cách ly xã hội của Thủ tướng CLMV Nguyễn Xuân Phúc. Theo báo rình cuộc khảo sát gần đây của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Cộng sản Việt Nam đưa dự báo nếu dịch bệnh virus Vũ Hán tiếp diễn, tỷ lệ người thất nghiệp và thiếu việc làm, mất việc làm ở Việt Nam trong tháng 4 và tháng 5 là khoảng 2.500.000 người. Trong trường hợp dịch bệnh tiếp tục bùng phát sau thời gian đó, tình trạng người mất việc, thiếu việc làm, thậm chí thất nghiệp lên đến khoảng 3.500.000 đến 4.000.000 người. Như đã biết, hồi đầu tháng 4, chính phủ đã bàn về gói hỗ trợ 61.580 tỷ đồng, tương đương với 2,6 tỷ đô la Mỹ và vừa thông qua. Trong đó 52.000 tỷ sẽ chi cho 6 nhóm người bị ảnh hưởng do đại dịch trong tháng 4, 5 và 6 lấy từ ngân sách nhà nước, còn 9.500 tỷ hỗ trợ đặc thù cho các doanh nghiệp. Theo tính toán, có chừng 20 triệu người dân sẽ được phát tiền này, xê dịch từ 250.000 đồng đến 1,8 triệu Việt Nam đồng một tháng. Đây là khoản chi phí rất lớn, lại chưa từng có tiền lệ, nên việc chia cho ai, có tới tay đúng người hay không, hoặc thất thoát hoặc phát sinh nhiều tiêu cực khác, v.v. là vấn đề cần bàn. Từ trước đến nay, chúng ta đã biết ở trong xã hội Cộng sản Việt Nam, những người nghèo thật sự ở Việt Nam chưa bao giờ được đụng đến khoản tiền hỗ trợ người nghèo, mà phần lớn là những gia đình, những người thân của các quan chức, cán bộ địa phương từ thôn làng cho đến xã đều được hưởng tất cả những thứ đó, mà những người nghèo thực sự ít người được tiếp cận với khoản tiền mà từ quỹ xóa đói giảm nghèo từ trung ương rót xuống. Theo ông Bộ trưởng Đào Ngọc Dung, Bộ Lao động và Thương binh Xã hội vừa có 3 đề xuất và khẳng định nội trong tháng 4 này tiền hỗ trợ sẽ tới tay người dân. Hãy chờ đấy. Rà soát, thống kê, xét duyệt các nhóm được hỗ trợ phải tạo được sự công bằng cho tất cả các đối tượng, giao cho Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành chịu trách nhiệm trực tiếp, chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng, hạn chế tối đa đưa tiền mặt, còn những nhóm người già, bệnh nhận trực tiếp từ nhân viên bưu điện. Ngân hàng Thế giới World Bank tổng kết gần 25 quốc gia đang có những tình hình chuyển tiền cho dân. Hồng Kông phát 10.000 đô la trên người cho 7 triệu người dân của Hồng Kông. Và Mỹ thì phát 1.200 đô la trên người, và Úc chi 350 đô la Úc cho người đang ăn lương hưu và có thu nhập thấp. Còn Canada thì chi 2.000 Canada trên một người trong 4 tháng, vân vân. Anh cam kết 80% lương cho người lao động kể cả ở khối tư nhân. Đức trả 60-67% lương cho những người mất việc và bơm tiền không giới hạn cho các công ty bị ảnh hưởng. Còn ở Đan Mạch, Na Uy, Thụy Điển trả một phần tiền lương cho người mất việc, vân vân. Đi cùng với việc phát tiền cho người lao động để giảm gánh nặng cho doanh nghiệp, chính phủ nhiều nước còn có điều kiện không được sa thải công nhân. Lãnh đạo huyện bao che cho sân gôn Kim Bảng hốt bạc tỷ trong mùa dịch. Sau khi bị báo chí phản ánh sân gôn Kim Bảng Hà Nam đón khách tấp nập trong lúc Thủ tướng chỉ đạo cách ly toàn xã hội, thì lãnh đạo huyện đã lên tiếng bao che bất chấp chứng cứ rõ ràng. Điều này khiến cho nhiều người đặt câu hỏi phải sân gôn Kim Bảng là sân riêng của lãnh đạo huyện này nên mới to gan chống đối chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ như thế. Theo như phóng viên ghi nhận tại sân gôn Kim Bảng của công ty cổ phần gôn Trường An, thị trấn Ba Sao, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam, tấp nập khách, tuy trước cổng treo tấm bảng to đùng công ty cổ phần gôn Trường An chung tay phòng chống dập dịch virus Vũ Hán, nhưng phía dưới barrier từ từ kéo lên đón những chiếc ô tô hạng sang chạy thẳng vào sân gôn. Vài phút sau đó, từng tốp xe điện nối đuôi nhau chở khách từ tòa nhà trung tâm ra các hố để chơi gôn. Bên trong, nhiều gôn thủ hăng say tụ tập đông người đánh gôn, nhiều người không đeo khẩu trang, cười nói,
chơi xuyên trưa. Mỗi đoàn chơi khoảng 6 đến 15 người di chuyển quanh sân, cứ khoảng 5 đến 10 phút nhóm người này dừng lại một hố gôn rồi lại lên xe di chuyển sang hố khác. 12 giờ trưa cùng ngày, trời đổ nắng to, sân gôn Kim Bảng nườm nượp khách ra vào. Tiếng cười nói sau mỗi cú vùng gậy vang lên huyên náo cả một vùng. Càng về trưa lượng khách đến càng nhiều. Dư luận đặt câu hỏi là chính quyền huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam ở đâu khi để cho sân gôn Kim Bảng hoạt động công khai, thách thức giữa mùa dịch virus Vũ Hán bất chấp chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Sau đó, ông Trần Xuân Dưỡng, Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam cho hay sau khi báo chí phản ánh, tỉnh đã yêu cầu huyện Kim Bảng báo cáo cụ thể sự việc. Qua trao đổi với lãnh đạo huyện thì không có khách đến chơi gôn tại sân gôn Kim Bảng. Khi phóng viên liên hệ với ông Phạm Hồng Sơn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Kim Bảng để đối chất thì không được nhận sự phản hồi. Phải chăng ông Chủ tịch huyện có tật giật mình? Báo chí có chứng cứ rõ ràng hình ảnh cụ thể, thế nhưng lãnh đạo huyện còn lộng ngôn thế này, liệu có ai tin? Vì sao lãnh đạo huyện lại bảo vệ cho sân gôn Kim Bảng như thế? Phải chăng sợ trách nhiệm hay dung túng cho sân riêng nhà mình? Nếu sợ trách nhiệm, có lẽ ông Sơn sẽ không để tình hình tụ tập đông người diễn ra tại sân gôn này. Còn nhớ trước đó, trong giai đoạn ông Phạm Hồng Sơn làm Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Kim Bảng, dư luận cũng có nhiều bức xúc về việc hoạt động đấu thầu, trúng thầu trong việc xây dựng cơ bản huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam có sự ưu ái của một doanh nghiệp. Do đó, các gói thầu đều được công ty trách nhiệm hữu hạn Haifa Việt Nam, nhà thầu Haifa Việt Nam là nhà thầu ruột của Ủy ban nhân dân huyện Kim Bảng, thâu tóm một cách dễ dàng khiến dư luận đầy hoài nghi doanh nghiệp có thể là sân sau của Ủy ban nhân dân huyện Kim Bảng. Để làm rõ vấn đề trên, phóng viên đã liên hệ nhiều lần với ông Nguyễn Xuân Đông, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam và sau đó nhận được câu trả lời, anh đang bận đi khám bệnh, có gì để anh cho kiểm tra làm rõ thế nào. Ông Nguyễn Xuân Đông nói, mặc dù vị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam nói vậy nhưng trải qua hàng tháng trời vị lãnh đạo này vẫn chưa có phản hồi chính thức về vấn đề được dư luận báo chí quan tâm. Ưu ái cho doanh nghiệp sân sau trúng thầu rồi sau này lại dung túng bao che cho sân riêng hốt bạc mùa dịch bất chấp chỉ đạo của Thủ tướng. Nói thật, ông Chủ tịch huyện Kim Bảng đang coi trời bằng vung, lãnh đạo một huyện mà có thái độ bất tuân thế này thì liệu có nên giữ lại? Xin thưa Việt Nam, không thiếu người tài. Cảnh giác trước âm mưu và hành động của Trung Quốc ở Biển Đông. Hiện nay, dịch bệnh trên thế giới vẫn đang ở trong tình trạng căng thẳng. Số lượng người nhiễm virus Vũ Hán và chết bởi dịch bệnh Vũ Hán vẫn tăng lên từng ngày. Các nước châu Âu và Hoa Kỳ đang căng mình để chống dịch. Nhân cơ hội đó đang xuất hiện khoảng trống quyền lực, nên Trung Quốc đang tận dụng thời cơ để tăng cường ảnh hưởng nhằm phát huy các lợi thế của mình, trong đó có Biển Đông. Gần đây, Trung Quốc đã tăng cường các hoạt động trên Biển Đông, các hoạt động tập trận dùng tàu sân bay Diễu Võ Dương Oai và đe dọa Đài Loan. Và mới đây là đâm chìm tàu cá của Việt Nam bằng chứng cho các hoạt động đó. Việt Nam đã kiên quyết phản đối hành động sai trái, đồng thời ngày 30 tháng 3 năm 2020, Việt Nam cũng đã gửi công hàm lên Liên Hợp Quốc để phản bác các lập luận và luận điểm sai trái của Trung Quốc trong các bản công hàm của họ ngày 12 tháng 12 năm 2009 và ngày 23 tháng 3 năm 2020. Rất có thể vì công hàm ngày 30 tháng 3 năm 2020 của Việt Nam cùng với quan hệ Việt-Mỹ ngày càng phát triển mà Trung Quốc đã hăm dọa và trả thù bằng cách cho đâm chìm tàu cá của ngư dân. Mặc dù trước đó các tàu cá của ngư dân Việt Nam không bị ngăn chặn khi vào sâu sát đất liền của Trung Quốc để bán hải sản. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và các nghị sĩ Hoa Kỳ đã ra tuyên bố ủng hộ Việt Nam và lên án Trung Quốc trong sự việc đâm chìm tàu cá vừa rồi. Trung Quốc bất lực sau sự kiện vừa rồi, đặc biệt sau khi các giới chức Hoa Kỳ lên tiếng ủng hộ Việt Nam. Dự kiến thời gian sắp tới, Trung Quốc sẽ tìm cách gây sức ép với Việt Nam trên 5 lĩnh vực sau. Về kinh tế, tương tự như đã trả thù kinh tế với Philippines sau khi Philippines khởi kiện Trung Quốc ra tòa trọng tài năm 2013. Khả năng Trung Quốc sẽ tìm cách chặn việc xuất khẩu hàng hóa nông sản của Việt Nam tại các cửa khẩu biên giới bằng các hàng rào kỹ thuật
Báo chí đã cho biết nhiều đoàn xe vận tải nông sản đang bị ứ tại các cửa khẩu biên giới, khiến cho các bà con nông dân và thương lái thiệt hại nặng nề. Bởi vì Trung Quốc yêu cầu nhập hàng hóa chính ngạch chứ không phải là con đường tiểu ngạch. Yêu cầu này khiến cho người Việt Nam không thể đáp ứng trong một thời gian ngắn, khiến cho hàng hóa nông sản bị hư hỏng vì không để lâu được. Ngoài ra, Trung Quốc có thể gây sức ép về kinh tế với nhiều mặt hàng mà Việt Nam đang xuất khẩu sang Trung Quốc, cũng như chặn hạn chế các nguyên liệu cần thiết cho sản xuất mà Việt Nam cần thiết phải nhập từ Trung Quốc. Trong status ngày 12 tháng 4 năm 2020 trên Facebook của nhà báo Vũ Kim Hạnh, nguyên tổng biên tập báo Tuổi Trẻ, nguyên tổng biên tập báo Sài Gòn Tiếp Thị, hiện là chủ tịch Hội Doanh nghiệp Hàng Chất lượng Cao Việt Nam, cho biết đã có người nhờ bà giúp mua lại một số doanh nghiệp Việt Nam nằm trong danh sách đen của Hải quan Trung Quốc. Các doanh nghiệp này vì nằm trong danh sách đen của Hải quan Trung Quốc nên không thể xuất hàng sang Trung Quốc được và có nguy cơ phá sản. Chính vì vậy, các ông chủ Trung Quốc đang lùng mua các doanh nghiệp Việt Nam đang lâm vào tình trạng khó khăn này. Để làm gì thì ai cũng đã biết, đó là phục vụ cho nhiều mục đích của Trung Cộng. Trên thực tế, Trung Quốc có thể sử dụng lực lượng dân quân biển, vốn là lực lượng hải quân trá hình, cùng với các tàu hải cảnh, hải giám hỗ trợ để quấy nhiễu, đe dọa cô lập các cấu trúc ngoài Trường Sa của Việt Nam đang chiếm giữ. Đặc biệt, các lực lượng này nếu bao vây các giàn khoan gần khu vực bãi tư chính của phía Việt Nam để gặp nguy hiểm, bởi vì dự trữ lương thực cùng với các nhu yếu phẩm cho chiến sĩ ở trên giàn khoan chỉ sử dụng trong vòng 2 tháng mà thôi. Trung Quốc có thể mua chuộc lôi kéo ngư dân Việt Nam để phục vụ cho các mục đích của họ. Ví dụ, vừa rồi họ đã cố tình để cho nhiều ngư dân Việt Nam vào sâu trong khu vực biển của Trung Quốc để bán cá với giá cao hơn. Tuy nhiên, bất ngờ họ có thể đâm chìm như vừa rồi. Ngoài ra, cơ quan an ninh trước đây cho biết có ngăn chặn được một số vụ mang tàu cá Việt Nam với đầy đủ các số hiệu chuyển qua đường bộ sang Trung Quốc. Các tàu này chắc chắn để thực hiện các mưu đồ không tốt của Trung Cộng. Chưa kể Trung Quốc còn có thể tăng giá tìm cách thu mua hải sản của Việt Nam, khiến cho các ngư dân Việt Nam mạo hiểm đi đánh cá tại các vùng nguy hiểm hoặc thuộc vùng biển của các quốc gia khác. Và từ đó Trung Quốc sẽ cung cấp thông tin chứng minh ngư dân Việt Nam luôn xâm phạm và đánh cá trộm nên bị đâm chìm là không có gì sai. Mới đây ngày 11 tháng 4, Mac Valencia đã viết bài trên Bưu điện Hoa Nam buổi sáng để kết luận là dựa trên số liệu thì ngư dân Việt Nam là người đánh bắt cá trộm lớn nhất ở khu vực Biển Đông. Trung Quốc đang mở các hoạt động của các phương tiện quân sự của họ trên Biển Đông. Thông tin cho biết tàu sân bay Liêu Ninh của họ đang hướng về Biển Đông, đi qua eo biển Ba Sĩ. Trung Quốc có thể nhân cơ hội Mỹ đang giảm sự xuất hiện của các tàu sân bay vì dịch bệnh để tuyên bố một vùng nhận diện phòng không tại khu vực Hoàng Sa và 7 căn cứ quân sự mà Trung Quốc đang chiếm ở Trường Sa, như một phép thử khả năng đe dọa và phản ứng của thế giới tới đâu. Khu vực biển này thì Trung Quốc hoàn toàn có thể kiểm soát được trong thực tế. Ngoài ra, 15 tháng 5 hàng năm từ 1999, Trung Quốc đơn phương tuyên bố lệnh cấm đánh bắt cá trên Biển Đông. Nhưng các lực lượng của Trung Quốc bắt đầu thi hành lệnh này từ năm 2007. Năm nay, Trung Quốc có thể tuyên bố và đơn phương áp dụng lệnh cấm đánh bắt cá từ đầu tháng 5 để giành mặt các quốc gia khác. Hiện nay, tàu Hải Dương Địa chất 8 của Trung Cộng cùng với một số tàu hải cảnh, tàu cá đang di chuyển tới vùng biển giáp danh giữa Malaysia và Việt Nam, không loại trừ các hành động xâm phạm, bao vây và phương tiện thăm dò dầu khí của Malaysia và Việt Nam, cũng như có thể dương đông kích tây để ra tay ở các địa điểm quan trọng khác. Trung Quốc còn có thể tìm cách can thiệp vào nhân sự của Đảng Cộng sản Việt Nam trong năm nay, khi mà Việt Nam đang bước vào thời kỳ chuẩn bị nhân sự cho đại hội đảng lần thứ 13. Thủ đoạn quen thuộc của Trung Quốc là thu thập thông tin, tìm các điểm yếu, các sai phạm, dàn dựng các hình ảnh và thông tin có tính chất xấu để can thiệp vào quá trình chuẩn bị thực hiện nhân sự của đại hội đảng toàn quốc sắp tới. Giặc tàu, giặc corona Vũ Hán và sự tồn vong của dân tộc Việt Nam. Kể từ ngày lập quốc đến nay, dân tộc Đại Việt của chúng ta đã trải qua nhiều lần bị ngoại bang xâm lược, nhưng nhiều nhất vẫn là quân xâm lược phương Bắc từ
thời phong kiến đến thời cộng sản qua nhiều hình thức như chiến tranh trận địa trong đất liền, ngoài biển khơi, chiến tranh ủy nhiệm qua các phong trào cộng sản quốc tế, chiến tranh kinh tế qua việc xuất nhập khẩu hàng hóa bị tàu ép chế, chiến tranh môi trường, thải chất độc, trận nguồn nước của những dòng sông có nguồn từ tàu. Hiện nay là chiến tranh vi trùng với con vi khuẩn virus Vũ Hán cũng từ tàu đang tấn công chúng ta. Chúng ta cần phải tìm hiểu xem các hệ lụy của các hình thức chiến tranh vừa nêu trên đang ảnh hưởng thế nào cho tương lai của dân tộc Việt Nam. Như lịch sử đã ghi lại, trong thời kỳ phong kiến khi quân xâm lược tàu đánh phá nước Nam bằng chiến tranh trận địa, chúng ta đã phải nhiều phen thất bại. Tuy số quân của tàu đông hơn quân Đại Việt nhưng chúng đã bị quân dân của Đại Việt đánh cho tan tác qua tài thao lược của các vị anh hùng của đất nước. Đến thời kỳ của Cộng sản Việt Nam với chiến tranh ủy nhiệm qua trung gian Đảng Cộng sản Bắc Việt, tàu đã thắng nhân dân ta trên mọi mặt ngoại giao, để kết quả Trung Quốc đã cho Việt Nam hoàn toàn bị đô hộ về phương diện chính trị bởi chủ nghĩa tàu cộng, đã bị mất một số lãnh đạo, đã bị mất một số lãnh thổ biển đảo với sự tiếp tay của bảy quân Hán Nô. Sau khi tàu đã chiến thắng Việt Nam qua mặt trận chính trị bởi chủ nghĩa cộng sản, chúng lại tiếp tục đánh phá chúng ta bằng mặt trận kinh tế qua việc xuất nhập khẩu hàng hóa. Suốt nhiều thập niên qua, nền kinh tế của nước ta nào cũng bị thâm thủng mậu dịch và cán quân luôn lệch về phía Việt Nam. Tất cả những thua thiệt này, người dân lao động nghèo của Việt Nam phải gánh chịu, còn tập đoàn tay sai Việt Gian tại Ba Đình thì hưởng lợi và trở nên chủ ông, chủ nhân ông giàu có. Ăn trên ngồi chốc, tiếp tục đàn áp dân lành qua chỉ đạo của Bộ Chính trị Tàu Cộng. Tuy Việt Nam bị quân tàu đánh phá nhiều lần từ nhiều mặt trận khác nhau với sự tiếp tay của bè lũ Hán Nô, nhưng Tàu Cộng và tập đoàn tay sai vẫn không thể khống chế được lòng yêu nước và tinh thần chống ngoại xâm của dân tộc Việt. Vì thế, chúng đã tiếp tục mở thêm những mặt trận khác. Hiện nay chúng đang mở chiến dịch tàn phá môi trường qua chất thải công nghiệp từ các nhà máy của Tàu Cộng tại Việt Nam, gây ung thư, giết chết dân lành, đồng thời kiểm soát nguồn nước từ sông Hồng và đồng bằng sông Cửu Long, gây ảnh hưởng đến nền công nghiệp nước nhà. Nhưng vì lợi nhuận, một số doanh nghiệp nhà nước do Đảng Cộng sản chủ đạo đã tiếp tay với Tàu Cộng trong việc tàn phá môi trường, như khai thác gỗ bừa bãi để xuất khẩu qua tàu, làm đất rừng sạt lở, khai thác cát quá mức khiến cho nhiều bờ sông bị sạt lún, nhà cửa bị sụp đổ và ảnh hưởng đến đời sống của cư dân ven sông, và liên tục hợp tác cùng với tập đoàn xây dựng của Tàu Cộng để xây các đập ở thượng nguồn, gây nên lụt lội trong mùa mưa, đem đến khổ nạn cho dân lành, nhất là xây các đập thủy điện trên dòng sông Mê Công, làm ảnh hưởng đến nguồn nước nông nghiệp của đồng bằng sông Cửu Long, nơi được mệnh danh là vựa lúa của Đông Nam Á. Vựa lúa này mang về cho Tổ quốc một lợi nhuận to lớn hàng năm, nuôi sống đồng bào cả nước. Nhưng thời gian gần đây, nhiều vụ mùa bị thất thu vì đồng ruộng khô hạn và nhiễm mặn khiến cho đời sống của nông dân thêm ngày càng khốn đốn. Nhưng đối với tập đoàn xâm lược Tàu Cộng, đó là một thắng lợi, và cũng từ đó nhân dân Việt Nam thấy rằng qua sự tiếp tay của Đảng Cộng sản Việt Nam với chính sách thân tàu khiến cho tương lai của dân Việt sẽ mỗi ngày mỗi khốn khó, mỗi ngày mỗi bị đọa đày nhiều hơn. Vẫn chưa hết, kể từ tháng 12 năm 2019 đến nay, Tổ quốc và nhân dân Việt Nam lại tiếp tục bị đánh phá bởi đám quân vô hình mang tên vi khuẩn Vũ Hán. Xuất phát từ Vũ Hán ở bên tàu, đám quân xâm lược vô hình này đang dàn trải một mặt trận rộng lớn ở khắp cõi Việt Nam, khiến cho toàn dân phải lao đao chống đỡ, không biết sống chết lúc nào. Thế mà tập đoàn Việt Cộng tại Ba Đình, qua lời của CLMV Nguyễn Xuân Phúc, đang kêu gọi hãy chống dịch coronavirus Vũ Hán như chống giặc bằng quyết tâm thần tốc giải phóng miền Nam. Chúng đang đồng hóa vi khuẩn corona với chính bản thân của chúng, như quân dân miền Nam trước đây trong thời kỳ chiến tranh huynh đệ tương tàn. Sự kiện này đang làm nhức nhối một vết thương cũ đối với người dân Việt Nam nói chung và với người dân miền Nam tự do nói riêng. Sự kiện này đang chứng minh cho chúng ta rằng Đảng Cộng sản Việt Nam luôn coi đồng bào miền Nam là kẻ thù truyền kiếp, chứ không phải là quân tàu.
Cho dù cuộc chiến huynh đệ tương tàn do Việt Cộng chủ trương đã chấm dứt tròn 45 năm, toàn dân nghĩ thế nào khi mà đồng bào miền Nam bị tập đoàn Việt Cộng xếp vào loại vi khuẩn độc hại ngang hàng với corona Vũ Hán của Tàu? Hay chính đoàn quân Vũ Hán vô hình này, với sự tiếp tay của Đảng Cộng sản Việt Nam, sẽ là đoàn quân giải phóng toàn cõi Việt Nam một cách thần tốc, với kết quả nhân dân Việt Nam bị tiêu diệt như mong muốn của tập đoàn Cộng sản Bắc Kinh và bầy đảng tay sai? Khi chúng cho mở cửa biên giới để cho người Tàu mang quân xâm lược virus Vũ Hán vô hình từ Vũ Hán vào tấn công đồng bào ta. Còn Tàu Cộng thì sao? Chúng luôn coi tập đoàn Việt Cộng tại Ba Đình là những tên tay sai, là những đứa con hư, là những đứa con hoang đàn của dân tộc Việt Nam, là kẻ thù. Ngày nào chúng chưa chiếm trọn được lãnh thổ Việt Nam thì ngày đó chúng còn tiếp tục đánh phá dân Nam bằng bất cứ hình thức nào với sự tiếp tay của tập đoàn Thái Thú tại Ba Đình. Toàn dân phải cảnh giác với hiểm họa diệt vong với đại dịch do vi khuẩn virus Vũ Hán từ Tàu Cộng tấn công sang Việt Nam chúng ta. Ảnh hưởng của đại dịch virus Vũ Hán, doanh nghiệp Việt Nam đối mặt với nguy cơ bị Trung Quốc thâu tóm. Từ báo cáo của Hội nghị Liên Hiệp Quốc về Thương mại và Phát triển UNCTAD hôm 26 tháng 3 và báo cáo của Liên Hiệp Doanh nghiệp Châu Âu tại Việt Nam Eurochem công bố ngày 8 tháng 4 cho thấy đang có những cảnh báo về kinh tế Trung Quốc bắt đầu phục hồi. Rất có thể các nhà đầu tư Trung Quốc sẽ đi mua các doanh nghiệp Việt Nam. Nếu dịch tiếp tục kéo dài, việc mua bán sáp nhập doanh nghiệp M&A sẽ diễn ra mạnh mẽ hơn. Nguy cơ các doanh nghiệp tiềm năng của Việt Nam là doanh nghiệp có quy mô vừa và lớn đã bị thị phần nhất định có khả năng tạo nền tảng cho sản xuất, kinh doanh của một số ngành kinh doanh quan trọng sẽ bị thâu tóm bởi các nhà đầu tư nước ngoài với giá rẻ. Một báo cáo từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam cho biết như vậy. Cuối tháng 9 năm ngoái, công ty trách nhiệm hữu hạn hàng không Tre Việt gọi tắt là Bamboo Airways đã thay đổi loại hình doanh nghiệp từ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sang công ty cổ phần. Cũng từ cuối tháng 9 năm 2019, vốn điều lệ của Bamboo Airways tăng từ 1.300 tỷ đồng lên 2.200 tỷ đồng. Sau khi tăng vốn lên 2.200 tỷ đồng, Bamboo Airways tiếp tục tăng vốn lên 4.050 tỷ đồng, tương ứng với 405 triệu cổ phiếu có mã giao dịch BAV trên thị trường OTC. Hãng bay của tập đoàn FLC này đang có kế hoạch niêm yết toàn bộ 405 triệu cổ phiếu BAV trên sàn chứng khoán trong năm 2020. Hãng sẽ chào sàn năm 2020 và không có ý định bán cổ phiếu mã BAV ra bên ngoài cho cả đối tác trong nước cũng như đối tác ở nước ngoài vào thời điểm này. Khi nào bán cho nhà thầu nước ngoài thì ít nhất 150.000 đồng trên cổ phiếu chúng tôi mới bán. Còn nếu bây giờ mới bán thì chỉ làm chậm tiến trình chuẩn hóa cũng như phát triển của Bamboo Airways mà thôi. Ông Trịnh Văn Quyết phát biểu như vậy tại Roadshow giới thiệu mời chào cơ hội đầu tư 22 tháng 12 năm 2019, khi đó chưa xảy ra đại dịch virus Vũ Hán. Liên quan đến tuyên bố của ông chủ hãng hàng không Tre Việt, ông Nguyễn Thiện Tống, cựu chủ nhiệm bộ môn kỹ thuật hàng không Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh nói rằng ở một số quốc gia ngành hàng không không cũng được coi là lĩnh vực kinh doanh đặc biệt. Tuy nhiên họ chủ động hạn chế tỷ lệ tham gia đầu tư với những nước có ảnh hưởng hay có tác động không tích cực đến sự phát triển kinh tế xã hội trong nước. Do vậy, nếu nhân đại dịch virus Vũ Hán đang khiến cho các doanh nghiệp Việt Nam khốn đốn, đặc biệt là trong ngành hàng không, dẫn tới việc Trung Quốc tung tiền mua gom cổ phiếu của BAV, thì mặc dù ở thời điểm hiện tại Việt Nam chưa mở cửa thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài, đầu tư kinh doanh cảng hàng không và sân bay, song với vị thế là một trong những ông chủ lớn của Bamboo Airways, không ai tin các ông chủ Trung Quốc buông tha cho Việt Nam. Theo văn bản của Bộ Tài chính vừa qua cho biết Bamboo Airways chính thức đi vào vận hành tháng 1 năm 2019, nhưng đến tháng 4 năm nay hãng đã lỗ 329 tỷ. Một hãng hàng không mới hoạt động thì bù lỗ thời gian đầu là dễ hiểu. Tuy nhiên nếu đang thua lỗ mà bán cổ phần với giá cao là một điều khó hiểu.
Về mặt an ninh kinh tế, động thái trên cần phải được làm rõ, ông Nguyễn Thiện Tống đặt nghi vấn. Theo một lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam, các kịch bản ứng phó với virus Vũ Hán được xây dựng giờ đều bị phá sản. Trước tình hình hiện nay, việc tính toán không phải là thiệt hại bao nhiêu mà là cứu vãn được bao nhiêu. Việc cắt giảm đường bay khiến cho các hãng hàng không rơi vào tình cảnh cạn kiệt nguồn lực, có thể có hãng không trụ được dẫn đến phá sản. Với thực tế đó, các doanh nghiệp Việt Nam trước nguy cơ bị Trung Quốc thâu tóm có lẽ không chỉ dừng lại ở cảnh báo suông, đặc biệt là với Bamboo Airways. Cần đề phòng chiêu thức mua đi bán lại, cuối cùng lại để cho doanh nghiệp hàng không rơi vào tay những nhà đầu tư nhạy cảm, đứng đằng sau thâu tóm, thao túng mọi hoạt động của hãng, gây bất lợi cho ngành hàng không trong nước. Xin thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Và đừng quên bấm vào hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.